Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang gửi thư xin lỗi công nhân bị giữ xe khi mua bánh mì. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trước ngày 20 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh gửi thư xin lỗi công dân Trần Văn Em, Hộ huyện Diên Khánh. Sau sự việc anh này bị tổ công tác phường Vĩnh Hòa có lời nói không chuẩn mực và tịch thu xe, giấy tờ tùy thân khi người này đi mua bánh mì, nước uống. Hôm 19 tháng 7, sau khi nhận thông tin về tổ công tác của phường Vĩnh Hòa kiểm tra giữ giấy tờ và xe của anh Trần Văn Em, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phường Vĩnh Hòa trả xe máy, giấy tờ và không tiến hành xử phạt hành chính. Đồng thời, ông Khánh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa kiểm tra làm rõ vụ việc và tạm thời điều chuyển công tác đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường sang thực hiện công tác khác. Theo ông Khánh, ông Thọ đã nhận thức chưa đầy đủ chỉ thị 16, dẫn đến xử lý không đúng khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với công dân khi thực hiện nhiệm vụ gây bức xúc trong dư luận. Trước hết, tôi xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn. Ông Khánh viết rất mong nhân dân nói chung và công dân Trần Văn Em nói riêng thông cảm, chia sẻ, ủng hộ những nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các phường xã trên địa bàn. Tôi sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa thời gian tới, ông Khánh viết. Người đứng đầu thành phố Nha Trang cũng xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Hòa chặn xe máy của anh Trần Văn Em, ngụ huyện Diên Khánh. Lúc này anh Trần Văn Em giải thích xin ra ngoài để mua bánh mì, nước uống và trình giấy ra vào cổng do công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng An Đại thành cấp. Tuy nhiên, cán bộ chỉ huy tổ công tác cho rằng mua bánh mì, nước uống không phải nhu cầu thiết yếu, vị cán bộ cho rằng bánh mì không phải là thực phẩm Lương thực là gạo, rau, củ, mắm, thịt, cá, còn bánh mì chỉ là thức ăn. Vị này quyết định giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, xe máy và yêu cầu anh Trần Văn Em đến phường làm việc khi hết giãn cách. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang gửi thư xin lỗi công nhân bị giữ xe khi mua bánh mì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo